Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thắng Hoàng Audio. Với địa chỉ cửa hàng tại lô 5, Triệu Phúc Sơn, thành phố Thanh Hóa, số điện thoại để các bác tiện liên hệ đặt hàng. Đây là 0969 800 985. Và các bác xem video hãy ủng hộ cho Thắng Hoàng bằng lượt đăng ký kênh để có thể cập nhật và thông báo nhận được thông báo những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất bên Thắng Hoàng giới thiệu nha mọi người nhé. Và hôm nay thì Thắng Hoàng giới thiệu với mọi người một dòng mic khá là cao cấp và cũng khá là tên tuổi của Đài Loan. Đấy là một dòng mic Beyer. Và dòng đời mic này là dòng mic đời cao tự ngắt BS780 của hãng Beyer. Đấy là vỉ tím tự ngắt các bác nhé. Dòng mic Beyer là luôn luôn đáp ứng được rất là nhiều cái tiêu chí cho các bác, cho nên là dòng mic này cũng khá là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam hiện nay. Với tính năng như là tự ngắt này, hát dễ này, độ nhạy cao này. Đấy, những người có những cái chất âm nó giọng hát nó thấp thì những sử dụng những bộ mic này thì các bác hát vẫn rất là cảm thấy rất là nhẹ nhàng và rất là bay tiếng đấy các bác nhá. Những dòng mic khác như BBS chẳng hạn thì cũng là những dòng mic rất là nổi tiếng, nhưng mà thực sự ra để hát được những dòng mic đấy thì các bác phải cần phải có những cái âm những cái chất giọng nó khỏe, nó dày, nó khỏe thì nó mới thoát được mic. Thì đây là những dòng mic Beyer thì nó lại nhẹ nhàng hơn, rất là dễ sử dụng, hát nhẹ nhàng hơn. Đấy, hút mic độ nhạy rất là cao. Chính vì vậy cho nên là dòng mic Beyer nó được ưa chuộng hơn dòng mic BBS rất là nhiều với thời điểm hiện nay. Thì đây thì hôm nay Thắng Hoàng có 2 4 6 bộ Beyer với mẫu mã rất là đẹp. Đấy, mặt phay nhôm trắng, một màn hình trông rất là sang trọng luôn. Đấy. Và điều đầu tiên thì các bác mua hàng ở bên cửa hàng Thắng Hoàng thì Thắng Hoàng cũng rất là mong các bác có thể quan sát kỹ trong video từng sản phẩm của Thắng Hoàng giới thiệu để các bác có thể mua về những bộ mic bãi này. Thì thực sự ra các bác quan sát kỹ thì xem coi nó có còn đẹp hay không, có xứng đáng với cái giá trị hay không thì để các bác mua về, tránh cái tình trạng khi mà các bác không cọc tiền, các bác mua, có những bác mua về chê lên chê xuống rồi bảo đặt xong rồi không nhận hàng, để quay đầu quay đi quay lại rất là khổ cho bên cửa hàng em nhá. Gửi đi không, các bác không mua được, thứ nhất là không có đồng công rồi, thứ hai nữa là lại còn mất thêm cái tiền vận chuyển đi vận chuyển về, cho nên các bác hãy quan sát kỹ rồi hãy đặt hàng bên cửa hàng Thắng Hoàng các bác nhá, để tránh tình trạng hai bên không đồng đều. Đây các bác có thể nhìn thấy tay những bộ mic đã qua sử dụng, đây các bác có thể nhìn thấy đấy, đã qua sử dụng rồi thì thực sự ra nó không bao giờ nó đến mức độ sắc sảo như mới, nhưng mà thực sự ra vẫn đang rất là đẹp. Đấy, đầu màn thì cũng đang rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, chất âm của dòng mic cao cấp này thì các bác cứ yên tâm, Thắng Hoàng cam kết cho mọi người là sử dụng rất là hay, rất là nhẹ nhàng. Thì giới thiệu rất là nhiều những sản phẩm của Beyer rồi thì cũng không cần phải giới thiệu sâu, cam kết với các bác là dùng tốt, chất lượng ok. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bên trong phíp mạch rất là lớn đấy, qua bao rất là nhiều lớp IC xử lý tín hiệu và những tụ lọc, nó cho chất âm rất là sạch đấy. sóng hộp sóng lớn đấy, rất là khỏe, chất âm cũng chất lượng sóng cũng rất là tốt và cũng phù hợp cho các bác có thể là sử dụng làm show sự kiện nhỏ như đám cưới hoặc là cho thuê lắp dàn kẹo kéo đấy, có cả rổ lỗ rắc 6 ly để các bác cắm súng vang. Chức năng tự ngắt thì nó hoạt động rất là tốt, bởi là khi mà các bác ở trong phòng thì tạp âm nó sẽ không thoát đi, tiêu âm rất là chậm, cho nên là nó ngắt đi thì nó sẽ không thu những cái tạp âm vào trong mic ra loa, nó làm ồn, nó làm nhiễu, có khi là nó ảnh hưởng đến hú hít ở trong phòng các bác nhá. Đấy, rất là ổn định. Bộ mic nha, những bộ mic Beyer này như bình thường thì Thắng Hoàng đang bán với mức giá là 2.400.000 đồng, thì hôm nay với mức giá rất là rẻ cho các bác. Đấy là 2.200.000 đồng, đã bao gồm dây rắc phụ kiện đầy đủ và phí ship cho các bác luôn. Và các bác đặt hàng thì hãy liên hệ với Thắng Hoàng có số điện thoại là 0969 800 985. Và xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video của Thắng Hoàng. Và xin chào tất cả các bác.